Lạy Chúa, con khao khát Ngài bằng trái tim chân thành, đời con đây dâng tròn lên Ngài. Lạy Chúa, con khao khát Ngài bằng hết cả thân này. Giê-xu ơi, xin Ngài nhận lấy. Trân trọng kính chào Hội Thánh. Lời bài hát mà chúng ta vừa nghe là Lạy Chúa, con khao khát Ngài bằng trái tim chân thành, đời con dâng lên trọn Ngài. Thật là có ý nghĩa trong thời gian chúng ta thờ phượng Chúa qua cơn dịch bệnh coronavirus. Buổi sáng hôm nay một lần nữa chúng ta đến với nhau trong sự thờ phượng Chúa vào ngày Chủ nhật 24 tháng 5 2020. Sự cầu nguyện là một trong những điều mà Chúa dạy cho các môn đồ lúc bấy giờ. Buổi sáng nay chúng ta học về một cái đề tài mà tôi suy nghĩ rất là nhiều đến với buổi sáng nay, liên hệ đến cái cơn khủng hoảng của đại dịch coronavirus. Đó là tại sao tôi phải cầu nguyện. Và khi tôi cầu nguyện thì Chúa dạy tôi phải cầu nguyện nhiều lần. Có nghĩa là không phải một lần mà là nhiều lần. Cảm ơn Chúa. Để có thể biết được cái điều đó, buổi sáng hôm nay qua câu Kinh Thánh gốc mà chúng ta sẽ học đó là Cô-lô-se đoạn 4 câu số 2 nói là phải bền đổ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện mà thêm sự tạ ơn vào. Câu Kinh Thánh này là một câu Kinh Thánh, nó có 3 phần để giảng hay là để có thể lắng nghe lời của Chúa qua cái chữ bền đổ, tỉnh thức và tạ ơn. Tuy nhiên buổi sáng nay chúng ta sẽ đi vào trong hai chữ bền đổ, hầu cho chúng ta biết được sự bền đổ trong sự cầu nguyện là như thế nào. Và Chúa muốn chúng ta cầu nguyện bền đổ bằng cách nào? Chúng ta đến với nhau trong sự cầu nguyện buổi sáng hôm nay trước khi chúng ta học lời của Ngài. Kính lạy Chúa là Cha Thánh yêu dấu của chúng con. Cảm ơn Chúa buổi sáng hôm nay một lần nữa chúng con đến với Ngài với lòng biết ơn Chúa. Cảm ơn Chúa cho đến giờ phút này là gần 2 tháng qua chúng con không ngồi lại với nhau trong nhà của Chúa, trong đền thánh của Chúa tại nơi này. Tuy nhiên mỗi lần sáng Chủ nhật chúng con thông công với nhau qua lời của Ngài để chúng con có thể nhắc nhở nhau trong sự cầu nguyện tỉnh thức và tạ ơn Chúa trong hoàn cảnh khó khăn này. Xin Chúa Thánh Linh giờ phút này cũng đến với chúng con và giúp đỡ chúng con để chúng con hiểu được và làm theo thánh ý của Chúa. Chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Thánh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Kính thưa Hội Thánh, tại sao tôi phải cầu nguyện nhiều lần? Trong Kinh Thánh thì có nhắc chữ không thôi. Rất là nhiều chỗ trong Kinh Thánh nói về cái sự cầu nguyện không thôi. Và buổi sáng nay chúng ta cùng nhau suy gẫm về cái sự cầu nguyện không thôi đó. Nó quan trọng như thế nào trong đời sống đức tin theo Chúa, cũng như trong những hoàn cảnh khó khăn, hay là những hoàn cảnh trong những cái sự trong tố trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Trong Kinh Thánh có 28 lần Chúa Giêsu đặt câu hỏi với chúng ta là các con hãy cầu nguyện, có nghĩa là Chúa ask mình, có nghĩa là Chúa muốn mình cầu nguyện. Cảm ơn Chúa. Bởi vì sao Chúa muốn mình cầu nguyện, thưa quý ông bà anh chị em? Bởi vì Chúa muốn trả lời cái sự cầu nguyện của chúng ta. Quý vị nghe cho rõ chỗ này, Chúa muốn trả lời cái sự cầu nguyện của chúng ta.
Và do đó Chúa command, có nghĩa là Chúa cũng giống như là một cái ra lệnh cho chúng ta phải cầu nguyện để rồi Chúa trả lời. Hơn thế nữa thì Chúa muốn bày tỏ cái sự hứa của Chúa ở trong lời của Ngài qua sự cầu nguyện những nan đề trong đời sống của chúng ta. Quý vị thấy được cái điểm đó không? Chúa muốn chúng ta cầu nguyện, Chúa command chúng ta cầu nguyện, và rồi Chúa có thể trả lời qua cái sự cầu nguyện của chúng ta bằng những lời hứa của Chúa. Cảm ơn Chúa. Như vậy cái câu hỏi đặt ra là tại làm sao tôi phải cầu nguyện nhiều lần? Tôi có thể cầu nguyện một lần thôi, Chúa nghe mà. Tôi có thể cầu nguyện một lần cũng được. Why do we have to pray more than one time? Quý vị thấy không? Cái điểm đó, sáng nay chúng ta học cái điểm đó. Có khi chúng ta cầu nguyện cái vấn đề đó lặp đi lặp lại như vậy mà Chúa vẫn muốn chúng ta cầu nguyện cái điều đó. Thì buổi sáng hôm nay tôi muốn cùng quý vị suy gẫm lời của Chúa trong hai câu chuyện ví dụ trong Kinh Thánh mà tiếng Anh gọi là parable, gọi là một cái ẩn dụ ở trong Kinh Thánh mà Chúa dạy chúng ta liên hệ đến sự cầu nguyện không thôi. Và cái sự cầu nguyện đó nó rất là rõ ràng mà Chúa nhắc nhở chúng ta qua hai đoạn Kinh Thánh sau đây. Câu chuyện thứ nhất mà tôi muốn nói với quý vị là trong Luca đoạn 11 từ câu 1 đến câu 8. Đây là một câu chuyện ví dụ của Chúa Giêsu Christ đối với các môn đồ. Mà cái chữ ví dụ hay là thí dụ đó ở trong tiếng Anh thì gọi là, trong cái Anh gọi là parable. Có khi quý vị nghe các vị mục sư giảng thì ông cũng nói đó là một cái ngụ ngôn hay là một ẩn dụ. Một cái ví dụ hay là cái parable đó, cái nghĩa gì? Là một câu chuyện nó đi kèm với lại một bài học. Hay là tiếng Anh gọi là một cái story, nó có một cái point, nó có một cái điểm chính để mình học cái đó. Chứ không phải câu chuyện nghe thôi, không có. Cảm ơn Chúa. Ở trong Kinh Thánh thì trong Ma-chơ chúng ta thấy đó, tôi lấy một cái câu Kinh Thánh để quý vị thấy đây là một cái parable. Môn đồ bèn đến gần Ngài mà hỏi rằng sao Thầy dùng thí dụ mà phán cùng chúng vậy? Trong Kinh Thánh tiếng Anh gọi là gì? The disciple came to him and asked, why do you speak to the people in parable? In parable có nghĩa là một cái câu chuyện mà có cái sự học hỏi trong đó. Chắc chắn phải có. Có khi ví dụ mà chúng ta nói chuyện với nhau thì nó không có gì học hỏi hết, để thấy thôi, để thấy vấn đề đó thôi. Nhưng mà ở đây cái parable, quý vị thấy trong Kinh Thánh tiếng Việt dùng chữ thí dụ, nhưng mà tiếng Anh gọi là parable vậy. Rồi, quý vị thấy cái parable này đó thì nó có hai cái loại parable, tức là hai cái câu chuyện ví dụ hay là thí dụ mà trong Kinh Thánh chúng ta sẽ học trong những ngày tới. Đó là một cái ví dụ về sự so sánh. Chúa như là vậy đó. Cái câu chuyện đó chúng ta nghe xong thì chúng ta phải hiểu Chúa muốn nói là ta là như vậy đó, để các ngươi có thể hiểu về ta. Hay là một câu chuyện nói là gì quý vị? Có một sự đối nghịch lại. Tiếng Anh gọi là contrast, có nghĩa là câu chuyện nó có sự đối nghịch lại. Câu chuyện nó xảy ra, Chúa kể cho chúng ta, nhưng mà Chúa không phải là như vậy. Hay là opposite lại, ngược lại như vậy. Thì đó thì chúng ta gọi là parable, compare and contrast. Ok. Bây giờ tôi đọc quý vị xem một câu chuyện Chúa nói liên hệ đến sự cầu nguyện không thôi. Luca đoạn 11 từ câu 1 câu 4. Đoạn Kinh Thánh này đó thì không phải là cái phần mà chúng ta sẽ học buổi sáng nay, nhưng mà nó bắt đầu vô cái parable. Có một ngày Đức Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi kia. Khi cầu nguyện xong, một môn đồ thưa Ngài rằng: "Lạy Chúa, xin Ngài dạy chúng tôi cầu nguyện cũng như dân đã dạy môn đồ mình." Ngài phán rằng: "Khi các ngươi cầu nguyện, hãy nói lại Cha, danh Cha được thánh, nước Cha được đến, xin cho chúng tôi ngày nào đủ bánh ngày ấy. Xin tha tội chúng tôi vì chúng tôi cũng tha kẻ mít lòng mình, và xin chớ đem chúng tôi vào sự cám dỗ." Đây là khởi đầu của một cái câu chuyện parable mà Chúa muốn đối chiếu với chúng ta về cái điều mà Chúa muốn dạy chúng ta về sự cầu nguyện không thôi. Quý vị xem này nha.
Ở đây cái parable này, cái ngụ ngôn này hay là cái ẩn dụ này là một bài học đi kèm như thế nào quý vị? Đó là bắt đầu từ câu số 5. Câu số 5 nói như thế này: đoạn Ngài phán cùng môn đồ rằng, nếu một người trong các ngươi có bạn hữu nửa đêm đến nói rằng, bạn ơi, cho tôi mượn 3 cái bánh, vì người bạn tôi đi đường mới tới, tôi không có chi đãi người. Nếu người kia ở trong nhà trả lời rằng, đừng khuấy rối tôi, cửa đóng rồi, con cái và tôi đã đi ngủ, không dậy được mà lấy bánh cho anh. Ta nói cùng các ngươi, dầu người ấy không chịu dậy cho bánh vì là bạn hữu mình. Quý vị xem cái phần mà tôi gạch đích hay là chữ màu vàng đó. Nhưng vì cớ người kia làm rộn, sẽ dậy và cho người đủ sự cần dùng. Câu chuyện ngụ ngôn này hay là một cái ẩn dụ hay là một cái thí dụ của Chúa cho chúng thấy một cái điểm rất quan trọng là gì? Bởi vì cái người bạn đó đã rất là thiết tha muốn là gì quý vị? Muốn xin bánh cho một người anh em của mình. Mà trong cái thời gian rất là cao điểm đó là khuya, đêm khuya, không có ai thức để làm cái chuyện đó. Nhưng mà họ vẫn tiếp tục làm, họ vẫn nài xin, họ vẫn gõ, họ vẫn có thể nói dùng chữ là tiếng Anh gọi là bucking. Bucking có nghĩa là thôi thúc. Thì ở trong Kinh Thánh, Chúa cho chúng ta ẩn dụ đó là gì? Cái người bạn đó làm sao quý vị? Nhưng vì cớ người kia làm rộn, tức là bucking có nghĩa là làm rộn mình đó, thì họ sẽ dạy và cho người đó bánh hay là đủ sự cần dùng như vậy. Đoạn Kinh Thánh này cho chúng ta thấy một chuyện rất là quan trọng là gì? Chúa muốn cho các môn đồ thấy rằng là cái sự cầu nguyện không phải là một lần mà phải là nhiều lần. Mà tại làm sao phải nhiều lần? Thì tuần sau tôi sẽ nói thêm. Nhưng hôm nay chúng tôi chỉ nói cho quý vị thấy được là cái câu chuyện cho chúng ta có một cái sự học hỏi là chúng ta cần phải cầu nguyện không thôi. Tức là cầu nguyện với Chúa một cách rất là thôi thúc và thiết tha để chúng ta thấy được cái sự, để Chúa thấy được cái điều mà chúng ta cần. Chúa có thấy được cái điều chúng ta cần không quý vị? Có chứ. Đức Chúa Trời là đấng quyền năng, là đấng vô sự bất tri, tức là Chúa biết tất cả mọi việc. Thế thì tại sao Chúa muốn chúng ta phải làm điều đó? Thì tuần sau tôi sẽ nói rõ hơn. Bây giờ tôi nói thêm cho quý vị thêm một cái câu chuyện thứ hai. Quý vị thấy không? Ở đây câu chuyện thứ hai cũng có một bài học. Bài học gì? Luca đoạn 18 từ câu 2 đến câu số 3. Trong thành kia có một quan án không kính sợ Đức Chúa Trời, không vị nể ai hết. Trong thành đó cũng có một người đàn bà quá đến thưa quan rằng, xin xét lẽ công bình cho tôi vì kẻ nghịch cùng tôi. Quan ấy từ chối đã lâu, nhưng kế đó người tự nghĩ rằng, dù ta không kính sợ Đức Chúa Trời vì không vị nể ai hết, song vì đàn bà quá này khuấy rầy ta, ta sẽ xét lẽ công bình cho nó để nó không tới luôn làm nhức đầu ta. Một lần nữa câu chuyện parable hay là ví dụ này hay là thí dụ này của Chúa cho chúng ta thấy một cái hành động là gì quý vị? Khuấy rầy. Một lần nữa tôi dùng chữ tiếng Anh là gì? Bớt ghiền là thôi thúc, khuấy, làm cho người ta phải khó chịu để mà thực hiện cái điều mình muốn đó. Thì ở đây chúng ta thấy là ông quan cuối cùng ổng làm gì quý vị? Ổng cũng làm sao? Dù ổng là không phải là người kính sợ Chúa nha, dù ổng không phải là cái người vị nể ai hết, nhưng mà bởi vì người đàn bà này đã khuấy rầy ổng, do đó ổng đã phải làm gì quý vị? Ổng phải tức dậy và xét xử cái công bình cho người đàn bà đó. Để không thôi thì ổng quá nhức đầu như vậy. Ở đây chúng ta học hai câu chuyện tương tự với nhau để nói về một cái sự so sánh, một cái hành động của một người ngoài đời cũng như người ở trong Chúa đối với một việc mà người ta xử sự với chúng ta khi chúng ta yêu cầu hay là chúng ta nài xin để có thể được sự giúp đỡ. Chúng ta học thấy một điểm rất quan trọng ở đây là gì quý vị? Đó là cái tiếng Anh gọi là cái motive, tức là cái động lực mà người bạn trong câu chuyện đầu tiên
đã cho bánh cho người anh em của họ? Hay là cái động lực mà ông quan này ông xét xử công bình cho người đàn bà quá này? Cả hai cái động lực đó đều nói lên ý nghĩa là gì? Bởi vì quấy rầy thôi thì làm cho xong đi, làm cho rồi đi, để không thôi nhức đầu lắm. Cái động lực mà người ta đã giúp đỡ hay là lo hay là ban cho cái người anh em của mình, nó có là một cái sự coi như là làm cho xong việc, bởi vì ảnh hưởng đến mình bị quấy rầy hay là khó chịu. Chúa thì khác. Cảm ơn Chúa. Chúa muốn chúng ta bớt đinh Chúa, có nghĩa là cũng quấy rầy Chúa trong sự cầu nguyện liên tục không thôi, nhưng mà Chúa trong lời hứa của Ngài, Ngài ban cho trong tình yêu của Chúa đối với con cái của Ngài, hay là những người thật sự Chúa biết có những nhu cầu trong đời sống hàng ngày như vậy. Cảm ơn Chúa. Đây là hai câu chuyện mà tôi muốn bày tỏ với quý vị trong buổi sáng hôm nay, với cái đề tài là gì quý vị? Cầu nguyện không thôi. Có nghĩa chúng ta cầu nguyện và cầu nguyện nhiều lần để Chúa có thể thấy được cái tâm tình của chúng ta trong cái sự cầu nguyện hay là cái nan đề đó như vậy. Cuối cùng thì tôi muốn để quý vị thấy, để ý chỗ này, để ý chuyện gì? Thì để có thể tóm tắt lại trong buổi sáng hôm nay, trong cái phần học lời của Chúa, thì chúng ta có thể thấy được ba điểm. Điểm nhất là keep on asking. Tiếng Anh gọi keep on asking có nghĩa là gì? Chúa muốn chúng ta tiếp tục cầu nguyện hay là cầu xin, hay là xin Chúa cái điều gì đó, nhưng mà chúng ta phải tiếp tục xin. Ngày buổi sáng hôm nay thì hầu hết tôi tin là nước Mỹ này, hay là tất cả những nhà thờ Mỹ, họ thánh Việt Nam chúng ta cũng vậy, chúng ta đều cầu nguyện xin Chúa ban cái sự bình an cho con cái của Chúa. Chúa thêm sức cho các vị bác sĩ, y tá, những người ở trong tuyến đầu, nói chung là những người làm việc ở trong bệnh viện, và những người giúp đỡ chúng ta có những thức ăn hàng ngày, nói chung là những công việc rất là tuyến đầu. Thì Chúa muốn là chúng ta keep on asking, có nghĩa là tiếp tục cầu xin Chúa thêm sức cho họ, chứ không phải chỉ nói một lần, hai lần hay là một tháng, mà tiếp tục làm cái điều này. Và cái điểm thứ hai là tôi muốn nói đây là như là gì? Keep on seeking. Khi chúng ta cầu nguyện không thôi những vấn đề hay nan đề trong đời sống của chúng ta, quý vị nhớ là chúng ta đang nói chuyện với Chúa, và có nghĩa là chúng ta đang tìm kiếm ý của Chúa, và chúng ta đang có một cái sự tương giao với Chúa. Cảm ơn Chúa. Đó là cái phần thứ hai tôi muốn nói, là sự cầu nguyện không thôi cũng giúp cho chúng ta seeking God, tức là tìm kiếm Chúa. Điểm thứ ba mà tôi muốn nói thêm ở đây nữa, trước khi chúng ta chấm dứt, đó là gì? Keep on knocking. Ở trong Kinh Thánh Chúa nói gì? Hãy xin thì được, hãy gõ cửa thì sẽ được ban cho. Thì đây cũng là cái điều mà tôi muốn nhắc nhở quý vị. Gõ cửa có nghĩa là gì? Giống như hồi nãy tôi nói đó, một người gõ cửa mà dùng chữ là người đó có thể, tiếng Anh gọi là knocking, tức là thôi thúc, là muốn được cái người bên trong mở cánh cửa. Ở đây chúng ta nói về sự ban cho của Chúa qua những lời hứa của Ngài. Khi chúng ta knocking God's door, tức là chúng ta gõ cửa Chúa để họ, Chúa có thể ban cho chúng ta trong cái tánh ý của Ngài, trong những nan đề ở trong cuộc sống của mọi người chúng ta như vậy. Cảm ơn Chúa. Một lần nữa chúng ta đến với nhau trong sự học lời Chúa buổi sáng hôm nay, đó là tại sao tôi phải là cầu nguyện không thôi. Bởi vì cớ Chúa muốn trả lời cái sự cầu nguyện cho chúng ta, và Chúa cũng command, tức là Chúa cũng yêu cầu chúng ta phải cầu nguyện không thôi, hầu cho lời hứa của Chúa được Chúa ban cho chúng ta đúng lúc, đúng thì và ở trong thánh ý của Ngài. Xin Chúa ban phước cho thánh chúng ta buổi sáng hôm nay. Chúa nhớ đến những ông bà, chị em là những người cao tuổi trong cái cơn khó khăn này, đại dịch khó khăn này thì phải ở nhà, nhưng mà xin Chúa thêm sức cho qua lời của Chúa buổi sáng hôm nay để họ có thể nhắc nhở nhau ở trong sự thương giao với Chúa và cầu nguyện. Và không những cầu nguyện mà thôi, nhưng mà cầu nguyện nhiều lần trong những cái nan đề mà hội thánh
cũng như tất cả mọi người chúng ta ở trên nước Mỹ đang chú tâm vào. Đó là xin Chúa bảo vệ chống nạn dịch Corona virus 19 này, cho đến ngày chúng ta được mở cửa trở lại, thờ phượng Chúa, thông công với nhau. Đó là điều mà chúng ta thiết tha cầu nguyện. Xin cảm ơn Hội Thánh. Lời Chúa con khao khát Ngài bằng trái tim chân thành, đời con